Kính chào quý vị khán giả. Những ngày qua thì vùng biển Nha Trang Khánh Hòa xuất hiện rất nhiều rong mơ. Đây như món quà từ biển cả dành cho bà con ngư dân Khánh Hòa. Mùa khai thác rong mơ sẽ kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 5 âm lịch. Thời điểm này thì biển hiền hòa sẽ là điều kiện để rong mơ phát triển, cũng thuận lợi cho bà con ngư dân đưa thuyền thúng ra hái rong. Tuy nhiên thì bà con lưu ý, thời tiết vùng biển Nha Trang cũng như là vùng biển từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận khả năng sẽ chuyển xấu từ chiều nay mưa sẽ xuất hiện nhiều lên, giải rác trong ngày. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, gió khoảng cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1,50 m đến 2 m. Từ ngày mai thì gió sẽ còn mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, tầm nhìn xa vẫn dưới 10 km. Với cấp gió này thì khi khai thác bằng thuyền thúng sẽ rất nguy hiểm. Bà con hãy chờ khi sóng gió giảm hẳn mới ra khơi để đảm bảo an toàn. Với khu vực vùng biển phía nam của Vịnh Bắc Bộ, xuống đến Quảng Ngãi thì vẫn khá êm mả, à mưa chỉ vài nơi, đa phần sẽ là tạnh giáo. Gió ở đây không có cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Gió có thể tăng lên trong 2 đến 3 ngày tới. Với khu vực vùng biển, từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang, ra đến ngoài khơi của hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì quý vị vẫn cần đề phòng với mưa nhiều. Đánh bắt trong mưa thì quý vị cần lưu ý với lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh. Gió ở đây khoảng cấp 4, cấp 5 độ cao sóng từ 1m50 đến 3m, tầm nhìn xa cũng sẽ không quá 10km. Trên đất liền Trung Bộ, chiều nay trời sẽ chủ đạo là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Phan Thiết phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Chỉ riêng có Đồng Hới, Huế, Quảng Ngãi hay Tuy Hòa thì nắng nóng 35-36 độ. Về chiều tối thì mưa rông sẽ xảy ra ở một số khu vực. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo